Chào mừng quý vị và các bạn tới chương trình Ăn cơm khoai nói chuyện quốc tế tối thứ sáu ngày mùng 3 tháng 5 2024. Chúc quý vị ngày cuối tuần vui vẻ, mạnh khỏe và tươi trẻ. Vâng, à, mở đầu phần tin chúng ta lại đi qua nước Mỹ cập nhật những thông tin liên quan tới <laughs> tình hình chính trị nước Mỹ. Có thể nói là ngày xưa ấy thì nước Mỹ cố tỏ ra nó uy nghi đạo mạo bao nhiêu đối với lại toàn thể bàn dân thiên hạ thế giới đúng không ạ? Cái từ khi họ bị vướng vào vòng lao lý của cuộc chiến tranh ở Trung Đông thì những việc mà họ chạy đôn chạy đáo để vội vã làm cho người Israel cảm giác chứ khiến cho người Mỹ mất đi cái vẻ oai vệ, đạo mạo của mình. Bây giờ thì chúng ta nhìn thấy nước Mỹ không khác gì ong ve à, của Israel như vậy. là Hôm qua nước Mỹ đã thông qua đạo luật kẻ chiên đúng không ạ? Một cái đạo luật mà thôi chúng ta cũng không quay lại để nói nữa. Ngày hôm nay thì chúng ta muốn đi qua cái quốc gia này khi mà ở trên đất Mỹ ở một loạt các trường đại học lớn, kể cả miền Tây lẫn miền Đông và miền Trung à, vẫn đang tiến hành những diễn ra những cái cuộc biểu tình và chẳng hạn như ở những trường ở Nam uh, ở California, Arizona thì đang diễn ra những cuộc biểu tình càng ngày càng lớn hơn. Cảnh sát đã được huy động, sử dụng đạn uh, cao su, hơi cay và khiến cho khá nhiều người biểu tình đã bị uh, thương. Và tình huống thì vẫn còn tiếp diễn, các cuộc biểu tình vẫn còn tiếp tục tiếp diễn và lan rộng, chưa có dấu hiệu chấm dứt. Uh, bây giờ thì lần đầu tiên cuộc biểu tình đã diễn ra tới khu vực uh, lãnh thổ của Mexico. Còn ở Pháp thì uh, cuộc biểu tình cũng đã lan rộng tới trường đại học Sorbonne và ở đó cũng đã diễn ra những cái đợt chấn áp uh, đoàn người biểu tình của các sinh viên của cảnh sát Pháp. Nếu đúng theo những cái uh, mô hình của các cuộc biểu tình uh, mà phản đối Israel ấy thì nếu quý vị để ý thì chúng ta thấy rằng là nó thường bùng nổ vào cuối tuần. Đúng không ạ? Cho nên nếu như ngày hôm nay mà các cuộc biểu tình này mà nó còn có khả năng chưa bị dập tắt và nó lan rộng ấy thì có khả năng đến ngày mai ở Châu Âu và ở Mỹ nó sẽ có nguy cơ bùng phát trở trở lại cho nên là chính quyền các nước sở tại cũng nhanh chóng để mà ra tay đàn áp liên quan đến những thông tin khác thì một trong những thông tin nổi bật ở nước Mỹ trong ngày hôm qua đó là việc sau khi ông Bộ trưởng Ngoại giao Antony Blinken từ Trung Quốc về nước trong một chuyến đi công cán thất bại thì uh, bộ uh, tài chính của nước này đã thông báo về việc họ sẽ tung ra đoàn cấm vận nhắm vào 200 thực thể và các cá nhân đấy uh, có liên quan tới sự hợp tác với nước Nga dưới hình thức này, hình thức kia mà Mỹ gọi là Mỹ đã tố cáo rằng Trung Quốc đã cung cấp cho Nga những cái phương tiện cần thiết để mà người Nga tái vũ trang đất nước trong cuộc chiến xâm lược ở Ukraine trong đó thì uh, mỹ đã nói là rằng là trung quốc đã cung cấp cho nga những thiết bị uh, trinh sát quang học những cái linh kiện uav những cái trinh sát uh, cảm biến uh, ở trong các cái loại tên lửa của nga uh, cái những cái lệnh cấm vận này thì nó cũng đi song song với lệnh cấm vận của bộ ngoại giao mỹ nhắm vào các công ty thực thể hoạt động ở Azerbaijan, thổ nhĩ kỳ À, Bỉ và một loạt các quốc gia khác như là Ả Rập, các tiểu quốc Ả Rập Thống Nhất Trong đó thì uh, các cái cơ quan này, các cái cá nhân uh, của người Nga Cũng được cho là liên quan tới những hoạt động vũ khí sinh hóa Và cũng bị đưa vào danh sách cấm vận trong uh, lệnh cấm vận đợt này Về chi tiết thì nó lòng vòng, nhưng mà cơ bản chúng ta quan tâm nhiều chính trị Thì uh, những cái đoàn cấm vận này dường như là họ đã được để sẵn trên bàn rồi chỉ có chờ cái chuyến đi của ông Anthony Blinken là thất bại về nước thì người ta đã tung ngày công bố ngay chỉ sau vài ngày. Chúng ta còn nhớ rằng khi ông Anthony Blinken ông ấy tới Trung Quốc thì ông ấy đã cảnh báo Trung Quốc rằng là Trung Quốc phải ngay lập tức ngừng cung cấp cho Nga và hợp tác lĩnh vực quân sự với Nga. Nếu không thì sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng. Và đây chính là những hành động mà phía Mỹ nhắm vào nền kinh tế của Trung Quốc để mà khiến Trung Quốc phải hứng những cái hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên thì đến thời điểm này mặc dù quan chức chính phủ Trung Quốc cũng lên tiếng và quan chức chính phủ Nga lên tiếng phản đối một cách quá hời hợt. thì thái độ của họ chúng ta nhìn thấy rằng là họ không có bị lung lay, đúng không ạ? Và cảm giác họ cũng không quá mặn mà với những cái lời đe dọa và những cái uh, sự đe những cái lệnh trừng phạt thực sự như vậy. Thậm chí thì ở Trung Quốc ấy thì chúng tôi thấy một điểm rằng là người ta còn cố gắng cố tình để người ta thông báo À, rằng là các cái ngân hàng nhỏ lẻ các vùng sâu vùng xa vùng núi vùng riếc ấy những cái ngân hàng địa phương ấy thì bây giờ nó được cải tổ để nó làm việc với người Nga và ông Mỹ thì thích làm gì cấm vận những cái ngân hàng đấy thì là tùy quyền của ông Mỹ. Và bản thân những ngân hàng đấy thì họ cũng không mảy may họ đoái hoài tới những lệnh cấm vận mà thậm chí họ cũng chẳng biết người Mỹ là người nào. Vậy là về phía Trung Quốc thì chúng ta nhìn thấy một điểm rằng là rõ ràng Trung Quốc đã không nhượng bộ cho Trung uh, Mỹ trong cái đợt này. Mặc dù từ trước đến nay thì chúng ta thấy một điểm rằng Trung Quốc luôn có vẻ nhượng bộ về vấn đề ngoại giao. Việc làm thì họ lách luật để họ làm, nhưng mà lần này thì không có nhượng bộ luôn. Và điều đấy nó cũng có ý nghĩa rất quan trọng, đúng không ạ? Đó là cái ý nghĩa của nó, có nghĩa rằng là từ giờ thì Trung Quốc họ sẽ bỏ ngoài ta những cái lời đe dọa của phía Mỹ. Điều đấy thì nó cũng cho thấy một điểm rằng là hai nước bây giờ gần như nó ngang cờ với nhau trên các vấn đề ngoại giao, kinh tế. Cái sự cấm vận ấy thì nó chỉ thể hiện của sức mạnh của một cái bên nó vượt trội hơn bên kia thôi. Thì nó mới có ý nghĩa về chính trị và nó có ý nghĩa về kinh tế, đúng không ạ? Thế còn bây giờ một nước nó công khai nó phớt lờ cái cấm vận của nước kia và nó phản biện, nó chửi bới vân vân. Thì có nghĩa rằng nó không coi cái đó ra gì, thì tất nhiên nó cũng không coi cái thể thống về vấn đề ngoại giao như thế nào nữa. Có nghĩa rằng là trong cái chuyến đi của ông Anthony Blinken lần này và sự kiện 2 năm cuộc chiến bùng nổ thì có nghĩa rằng Trung Quốc đã chính thức đúng không ạ? Họ uh, gửi một cái tín hiệu cho người Mỹ là từ giờ họ không có mặn mà, họ không có quan tâm nhiều tới cái việc là Mỹ thích làm gì uh, mà Mỹ có thể đe dọa được Trung Quốc làm bất kỳ một điều gì nữa. Nếu như mà xâm phạm tới cái lợi ích quốc gia của Trung Quốc. Một trong những hành động đấy ấy, thì tôi đẩy ý như thế này là ngày mùng uh, mùng 7 hay là đại khái mấy ngày nữa trong tháng 5 thì ông Tập Cận Bình ông ấy bắt đầu một cái chuyến đi thăm ở châu Âu mà trong đó ông bắt đầu bằng chuyến đi thăm ở nước Serbia rồi sau đó đến một loạt nước mà bây giờ có những cái thái độ đứng trên bờ rào ấy như là Serbia này, uh, Slovakia này, Hungary này, đúng không ạ? Đấy chúng ta nhìn ba nước đấy và hai ba nước khác nữa hình như là các cái khu vực vùng ban căng. Thế thì cái câu chuyện rằng là những quốc gia này thì nó cũng chả có cái vẹo gì ở châu Âu, đúng không ạ? Thế nhưng mà những quốc gia này nó có điều đặc biệt như thế này đó là chẳng hạn như hungary chẳng hạn thì họ lại cực kỳ máu đúng không ạ đặc biệt là dưới thời của ông viktor ba thì họ cực kỳ máu hợp tác với trung quốc và hợp tác với nga bởi vì là ông ấy là một người chính trị gia rất là có kinh nghiệm Uh, đã chứng kiến rất nhiều những vấn đề ở châu âu và ông nhìn thấy cái bộ mặt của chính khách châu âu dưới sức ép của người mỹ như thế nào rồi và ông hiểu chuyện một cách rõ ràng đúng không à, ạ Victor Orbán, chúng ta có thể theo dõi ông rất nhiều lần vậy thì cái câu chuyện rằng là hungary thì rất muốn làm việc với nga và trung bởi vì là hai quốc gia đấy thậm chí có thể giúp hungary uh, lội ngược dòng cuộc chơi khi mà uh, họ bị o ép về kinh tế chính trị dẫn tới rất nhiều những khó khăn liên quan tới trị, uh, cái kinh tế trong nước của họ và bây giờ thì châu Âu và người Mỹ lấy các vấn đề của Nga ra để làm một cái sự mặc cả cũng như là một cái bàn cái gọi là đòn bẩy để mà gây sức ép với chính phủ của Hungary thì những nước như tôi kể trên chắc chắn rằng là họ rất mong muốn làm việc với Trung Quốc nhất là bây giờ thì uh, nga đã chứng tỏ rằng là họ đã làm việc với Trung Quốc thành công và họ đã cấm chống cấm vận thành công đúng không ạ thế nhưng mà tất nhiên là Trung Quốc họ biết một điều rằng họ làm việc với càng nhiều nước thì nó càng tốt thế nhưng trong chuyến đi này thì nó có một cái yếu tố chính trị nó rất quan trọng nữa nhiều người không để ý đúng không ạ đó là việc Tập cận bình đã đến Serbia tại sao ông ấy đến Serbia đầu tiên bởi vì chúng ta nhớ rằng cách đây bao nhiêu năm, của quý vị, năm 2000 Vâng, 1999, ạ, à, đúng không ạ, NATO ném bom vào liên bang Nam Tư. Lúc bây giờ họ ném bom thẳng vào đại sứ quán của Trung Quốc và chúng tôi không biết rằng họ cố tình hay vô ý, nhưng đại khái là họ chỉ có xin lỗi qua qua thôi. Thậm chí là họ coi cái việc họ ném đấy là cái chuyện phải chấp nhận, đấy là chiến tranh. Trung Quốc lúc bấy giờ ấy, ngậm bộ hòn lạm ngọt, đúng không ạ, không dám phản kháng, không dám làm một cái gì cả thế nhưng nhiều người không để ý rằng từ thời điểm đấy thì trung quốc họ đã có một cái lời phát thệ đúng không ạ họ lời phát thệ rằng là họ sẽ không bao giờ để cái điều đó nó tái diễn nữa và họ biết thực sự cái bộ mặt thật của thế giới phương tây đấy và nhiều cái học giả từ thời điểm đó người ta đã nói như thế rồi bây giờ người ta nói về cái chuyến đi của ông tập cận bình thì chúng tôi cũng nhìn thấy nó rất khả năng là cái việc mà ông đi ông ấy uh, nhắc lại một cái kỷ niệm liên quan tới nato tấn công vào thứ nhất vào liên bang nam tư là một hành động phi pháp và phá hủy đất nước này làm tan giã uh, liên bang này và đồng thời là tấn công vào đại sứ quán của trung quốc và lúc bấy giờ trung quốc uh, thúc thủ đúng không ạ thế nhưng mà bây giờ trở đi thì có nghĩa rằng song song với cái việc trung quốc thách thức mỹ trong việc cấm vận ngang nghiếc thì bây giờ họ cũng chính thức là thách thức người mỹ trong cái việc là họ quay lại, họ nhìn nhận vào vấn đề lịch sử như vậy để cho dằn mặt phương Tây và người Mỹ kể từ giờ trở đi. Đặc biệt là chuyến đi của Tập Cận Bình thì nó cũng đâu đó xung quanh trước thềm của cái việc là sự kiện ở Nga. Ông Putin tái đắc cử và ông ấy sẽ nhận lễ nhận chức đúng không ạ mới. Đồng thời là ngày 9 tháng 5 thì cũng là ngày mà nước Nga kỷ niệm cái ngày lễ chiến thắng. Rất có khả năng thì ông Tập Cận Bình sẽ từ châu Âu để đến nước Nga vào cái ngày đó. Để mà thể hiện là thực sự hai nước đã nắm tay nhau, dựa lưng nhau để mà chống đối với lại phương Tây. Và nhìn chung là chúng ta thấy rằng những hành động liên quan tới Trung Quốc trong thời gian gần đây với Mỹ, họ đã bắn ra một cái tín hiệu rất rõ là họ thèm tiền, đúng không ạ? Thèm thương vụ, thèm hợp đồng. Nhưng mà rõ ràng là họ không có chịu nhường những cái lợi ích quốc gia của họ đối với phương Tây nữa. Đặc biệt ấy, là trong cái chuyến đi của ông Antony tới Minh Cần, tới Trung Quốc, ấy, nếu quý vị để ý như thế này, hình ảnh trên ấy, trên cùng ấy cũng là một cái vị trí của cái căn phòng đó nhưng mà chúng ta để ý là thời uh, chuyến đi trước ấy của ông ấy thì người Trung Quốc đã để hoa sen ở giữa đúng không, quý vị. Hoa sen thì uh, theo cái tư tưởng của Trung Quốc nó là biểu diễn cho một cái uh, sự hài hòa và biểu uh, hiện của hòa bình. Đấy chúng ta nhớ ở Việt Nam cũng thế thôi và nước chúng ta thì cũng chọn hoa sen là một trong những loại hoa cao quý đúng không ạ? Biểu tượng cho hòa bình và nó được đặt ở trung tâm của cái bàn này Thế nhưng mà trong chuyến đi thăm lần này của ông Anthony Blinken uh, Thì chúng ta nhìn thấy đây là một cái loại họa Loại hoa mà gọi là hoa gì nhỉ um, Hoa hoa, hoa vâng Hoa gì đấy khó nhớ tên lắm Chi ba hay cái, cái gì đó Nhưng đại khái đây là một cái loại cây uh, Nó là hoa nó có tính độc tính Vâng loài hoa có độc tính và cái nền của cái bức tranh ngồi đằng sau ông Tập Cận Bình thì nó đã rất là úa so với lại trước đây. Đấy đúng không quý vị à, thì tất nhiên chúng ta cũng có thể nói rằng đây là một sự tình cờ Thế nhưng mà cái câu chuyện ấy thì người Trung Quốc và người Nga Khi mà trang trí cái gì ở cái nơi mà tiếp đón những cái đối thủ ấy Hay là những cái đối tác ấy thì nó rất có ý tứ chứ nó không bao giờ một cách tình cờ cả Chúng ta đã à, nhìn thấy việc Tập Cận Bình cho Ursula von Leyen ngồi co gối bó gối như thế nào rồi Ngồi kiểu ngồi cún con ấy đúng không ạ Trong chuyến đi của bà ấy khi bà ấy định dọa nạt à, Trung Quốc như thế nào rồi hoặc là người nga từng bắt thổ nhĩ kỳ ngồi ngay cạnh cái tượng của nữ hoàng katerina một cái nữ hoàng mà đã đánh bại quân thổ nhĩ kỳ ở trận chiến crimea thì đại khái là hai cái nước này họ mình có thể nói là họ khá bệnh hoạn đúng không ạ về những cái vấn đề biểu tượng sắp đặt trong chuyện tiếp uh, chính khách đối thủ cũng như đối tác cho nên là uh, nhìn thì nó có vẻ tình cờ nhưng mà tôi tin rằng là nó có rất nhiều những cái ý tứ trong cái việc sắp xếp như vậy và nếu như đó là một ý tứ thì nó là thêm một cái dấu hiệu nữa cho chúng ta thấy rằng là người Trung Quốc không còn coi người Mỹ làm cái đối tượng đối tác hòa hợp gọi là uh, hòa bình nữa mà bây giờ họ coi người Mỹ là một cái đối tác độc hại trong cái mối quan hệ song phương. Quý vị công nhận không ạ? Và ý nói cái bức tranh nó tàn úa kia thì nó có nghĩa rằng là bây giờ cái quan hệ của hai nước nó không còn được tươi sáng như ngày xưa nữa. Nó đã héo tàn rồi. Đấy, nó úa màu rồi. Hôm nay thì uh, thư ký báo chí của Nhà Trắng, bà Catherine Jean-Pierre, uh, bà ấy cũng nói rằng là những quan chức ở Mỹ của chúng tôi tin tưởng rằng là các cuộc điều tra bởi Toán Hình sự Quốc tế ICC nhắm vào những hành động của Israel uh, tại giải Gaza, cũng như việc ra lệnh bắt giữ đối với lại những nhà lãnh đạo cao cấp ở quốc gia này thì là ngoài cái thẩm quyền của Tòa án ICC. Vâng. Và... <laughs> Như vậy là cũng tề tòa án kể chiên ra lệnh bắt giữ Putin. Người Mỹ đã hết sức được đồng tình. Thế nhưng mà ngày hôm qua thì những người Do Thái đã lườm người Mỹ một cái. Nói rằng là nếu các ông mà không gọi là bịt miệng mấy cái thằng ICC lại ấy, thì ông cẩn thận đấy. Đúng không ạ. Chúng tôi lại ra một cái bộ luật ở nước Mỹ nữa là các ông Teo. Và phải nói thật là chúng tôi là người Israel nhưng mà chúng tôi có thể ra luật ở Mỹ nhanh hơn các ông. Và ngay ngày hôm nay. Ngay ngày hôm nay thì Nhà Trắng đã ra tuyên bố đe dọa ICC, đúng không ạ? Chúng ta thấy, uh, vâng, cũng không biết nói gì hơn nữa. Uh, có thể nói đây là một cái sự vặn vẹo của một cái chủ nghĩa ngoại lệ và hai mặt, ba mặt quý vị nhé, và đạo đức giả. Tại sao tôi nói là ba? Uh, thứ nhất, chúng ta nhìn đầu tiên ấy, thì đối với chính nước Mỹ, khi mà tòa án hình sự ICC có lần nhắm vào chính trị gia của nước Mỹ, thì lúc bây giờ nước Mỹ nói rằng là họ không thừa nhận cái tính hợp pháp của cái cấu trúc luật pháp quốc tế liên quan đến ICC đúng ạ à, họ đã nói như vậy và họ nói rằng không cẩn thận họ cấm vận thậm chí là họ tấn công hay cái gì đấy quý vị còn nhớ thứ hai là khi nói về nước nga thì người Mỹ đã hoàn toàn ủng hộ đúng không quý vị hoàn toàn ủng hộ cái việc là ICC ra lệnh bắt giữ uh, ông Putin nhưng mà bây giờ đến người Israel tức là những người mà tóm gáy người mỹ thì người mỹ nói rằng là cái tòa án icc nó chỉ liên quan tới các cái quốc gia nào đấy thôi chứ còn liên quan tới cái nước israel cái nước israel thôi chứ còn các nước eu thì thoải mái đúng không ạ à, thì nó nằm ngoài cái thẩm quyền của tòa án vậy là người ta nói rằng là chơi hai mặt thì đã gọi là ác chiến rồi nhưng mà bây giờ nước mỹ nó còn có cái trò chơi ba mặt và trong đó thì nó có cả ba yếu tố là hai ba mặt đạo đức giả và cái chủ nghĩa ngoại lệ và chính ấy, tại sao tại sao mà chúng ta thấy nước Mỹ như ngày hôm nay và những ảnh hưởng của họ trên thế giới nó méo mó như ngày hôm nay và họ ra những cái đạo luật ngày hôm qua nhắm vào cái việc là ủng hộ người do thái đúng ạ là bởi vì chính họ đã tự ban cho mình cái 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 chủ nghĩa ngoại lệ cái sự cái cảm giác là được miễn nhiễm cho tất cả những cái hành động đúng ạ bất kỳ nó hành động đó là hành động xấu xa như thế nào và đây cũng chính là một cái điều mà chúng ta thấy uh, nó sẽ dẫn tới những cái điều còn tồi tệ hơn câu uh, hỏi mà quý vị hôm qua đã dành cho chúng tôi chúng tôi cũng đã nói khá kỹ liên quan đến cái việc này vâng lại nước mỹ nói nhanh mà nó lại dài quá thôi chúng ta sẽ kết thúc bằng một cái khảo sát như quý vị nhé khá thú vị uh, rất thú vị đấy uh, bởi vì như thế này uh, nếu mà chúng ta ngồi bàn với nhau ấy thì nhiều khi nó không có một cái sự uh, xác thực của bên thứ ba đúng không ạ khi chúng ta nói về nền kinh tế của nga trung hay mỹ châu âu chúng ta trích dẫn những cái lời của chính các cái tổ chức của phương tây thì nó có một cái chứng cứ xác thực mặc dù thì về cái sự bàn bạc thì chúng ta đã thừa biết cái điều đó rồi Đấy, ý tôi nói là uh, liên quan tới những vấn đề chính trị ở nước mỹ có lần thì có vị học giả đã nói rằng là khả năng nếu nước mỹ cứ đi theo cái con đường như thế này thì không lâu nữa chắc chắn họ sẽ phải đối mặt với một cái cuộc nội chiến đúng ạ à, nếu bây giờ ấy nói về một cái mức độ giới hạn nào ấy thì người Mỹ sinh viên Mỹ biểu tình để mà chống chính phủ liên quan tới việc ủng hộ Israel thì đấy nó cũng là một cái giới hạn của một cái sự nội chiến thế nhưng mà hôm nay ấy, thì bây giờ người ta ra thêm một cái báo cáo của cái cơ quan Ramosen ở Mỹ đưa ra một cái thông tin rất là thú vị đó là theo khảo sát của công ty này thì có hơn 40% người Mỹ tin tưởng rằng là cái cuộc nội chiến lần thứ hai. Nội chiến lần thứ hai có nghĩa rằng là lần thứ nhất nó là cái thời nội chiến đẫm máu ở Mỹ đấy, đúng không ạ? Hàng triệu người đã chết từ thời ngày xưa đấy. Thì lần thứ hai có nghĩa rằng nó cũng dạng siêu to khổng lồ chứ nó không phải dạng biểu tình nữa. Cuộc nội chiến lần thứ hai có khả năng xảy ra trong vòng 5 năm tới. 40%, hay nói đúng hơn là 41%, người ta tin rằng là sẽ xảy ra trong vòng 5 năm tới. Đấy. Trong đó thì có tới 16% người ta tin như chắc như đinh đóng cột là cuộc nội chiến sẽ xảy ra. 49% tức là khoảng gần một nửa tin rằng là nội chiến nước Mỹ không bao giờ có khả năng xảy ra trong vòng 5 năm tới và 20% tin rằng là không bao giờ có chuyện xảy ra nội chiến ở nước Mỹ. 10% còn lại thì không quan tâm trong đó thì một tỷ lệ lớn trong số những người mà nói rằng tức là trong số 41% ấy thì họ tin rằng cuộc nội chiến rất có khả năng xảy ra hơn nhiều nếu như mà ông Joe Biden được tái đắc cử trở thành tổng thống đời tiếp theo của nước Mỹ khoảng 37% tin vào điều này còn chỉ 25% tin vào điều này nếu như ông Donald Trump trở thành tổng thống Vâng, đây là một cái bầu cử một cái um, gọi là cái um, khảo sát ấy mà có thể nói là nó nói đúng cái suy nghĩ của chúng tôi quý vị ạ. Đúng không ạ? Nó nói lên thứ nhất là cái gì? Vấn đề là một cái khoảng người như vậy là cực kỳ lớn nhé 41% người dân tin rằng là có có, có nội chiến quý vị ạ. Nội chiến có nghĩa là một cái cảnh thảm sát khủng khiếp lần hai ấy thì nó là một cuộc chiến tranh cực lớn nếu chúng ta biết về cuộc nội chiến nước Mỹ, đúng không ạ? uh, 41% nó cực kỳ nhiều thứ hai là trong 15 năm uh, trong 5 năm tới thôi đấy uh, có nghĩa là nó còn hai con số đều lớn hơn nhiều so với chúng tôi nghĩ tôi nghĩ rằng nó chỉ còn mười mấy 20 thôi và nó còn khoảng đến hàng chục năm nữa thế nhưng mà cái báo cáo này nó còn gấp đôi cái suy nghĩ của mình nhưng nó rất giống ở chỗ là cái khả năng ấy ông Joe Biden làm tổng thống ấy nó sẽ diễn ra những sự sụp đổ khủng hoảng nội chiến gấp đôi lần Donald Trump Và đây thì nó gần như là gấp đôi, 37 so với lại 25% Nhưng mà kể cả ông Donald Trump thì cũng có khả năng diễn ra rất cao, đó là 25% Tại sao cái điều này làm chúng ta phải suy nghĩ rất nhiều? Từ trước đến giờ chúng ta nói về các vấn đề của nền kinh tế Mỹ, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta cũng tự bốc thuốc thôi. Có nghĩa là những con số như thế và chúng ta đưa ra nếu mà nó cứ như thế này thì nó rất nguy hiểm với nền kinh tế xã hội Mỹ. Thế nhưng mà bởi vì nó chưa xảy ra bao giờ ở Mỹ cả cho nên là chúng ta cũng chỉ nói chém gió thôi. Thế nhưng mà nếu như mà một cái khảo sát như thế này ấy mà nó còn hơn những gì mà chúng tôi nghĩ về nó trong cái khía cạnh này thì có nghĩa rằng là nó còn thật hơn là cái gì mình nghĩ về nó đúng quý vị thì có nghĩa rằng những thứ mà mình nghĩ về các vấn đề nợ công về vấn đề lãi suất trả hàng năm về ngân sách quốc phòng rồi về tỷ giá hối đoái tỷ dạ, sản xuất ngân hàng tất cả có thể nó còn tồi tệ hơn là bây giờ thực tế nó như vậy và các báo cáo về triển vọng kinh tế cũng như là công an việc làm ấy chắc chắn nó có rất nhiều những yếu tố đúng ạ nếu như chúng ta là quan chức mỹ của chính phủ đương nhiệm chắc chắn chúng ta sẽ làm tất cả mọi thứ để làm cho những cái đấy nó đẹp lên cũng giống như là bây giờ ấy, thì toàn bộ cái hệ thống truyền thông của nước Mỹ đúng ạ người ta sẽ nói tất cả những cái điều tốt đẹp là uh, xung quanh các cái vấn đề liên quan tới chính sách của nước Mỹ và cái vấn đề chính trị đấy thì chúng ta biết không chỉ ở nước Mỹ mà chúng ta biết họ nói như thế nào về vấn đề nước ngoài đúng ạ vâng đây là một cái thông tin rất thú vị và nói cũng thật nó là thông tin mở mắt đấy vâng thôi chúng ta sẽ sang khu vực châu Âu đi uh, và ngày hôm trước chúng ta đã bỏ qua khu vực châu Âu trong bản tin của mình Dạo này chém gió nhiều quá cho nên là cứ đến chỗ bản tin nào cũng chém cho nó, nó kéo dài ra. Và như vậy là thông tâm điểm của châu Âu bây giờ ấy quý vị ạ. Thì cũng như tôi nói quý vị thôi. Từ ngày mà cuộc chiến nga ukraine nó bùng nổ ấy, thì đặc biệt là đến năm thứ hai này. Thì các quan chức châu Âu rất ít bàn chuyện về kinh tế. Có nhưng mà nó trở thành một cái thứ yếu. Và tất cả họ hai điều họ bàn. Thứ nhất là cấm vận Nga. Đúng không ạ? Thứ hai là viện trợ cho Ukraine. Mặc dù cái Ủy ban châu Âu ấy nói đúng ra cái nghị viện châu Âu thì nó thiên về những cái việc ngoại giao, chính sách ngoại giao, chính sách kinh tế nhiều hơn là các nước EU đã có một cái tổ chức như kiểu NATO nó gần gần như vậy rồi. Tức là những cái ông mà trong EU thì hầu hết cũng trong ở cái NATO Ban cũng chán rồi nhưng mà cuối cùng đều móc ngoặc với nhau. Cuộc họp của NATO thì có quan chức EU mà cuộc họp của EU thì có quan chức của NATO. Đại loại nó là như vậy thì có nghĩa rằng uh, bây giờ thông tin chính sự ở eu nó toàn liên quan tới cái vấn đề mà tôi kể trên còn cái vấn đề thứ ba thì nó là những thông tin liên quan đến kinh tế thì nó rất bè bét và tất cả những điều đấy nó có một cái sự liên quan mắt xích lẫn nhau tại sao người ta lại bàn về vấn đề chiến tranh nhiều đến vậy đúng không ạ tại sao chúng ta nhớ là ông emmanuel macron ông ấy bàn về chiến tranh nhiều ông sunak bàn về chiến tranh nhiều bởi vì kinh tế xã hội của họ đang gặp vấn đề cực kỳ trầm trọng. Ông Olaf Skoll cũng như vậy. Đấy là lý do người ta chỉ có bàn về chiến tranh. Và người ta chỉ có bàn về ngân sách quốc phòng. Và chỉ có tăng thôi. Và chỉ có viện trợ cho Ukraine thôi. Chúng ta sẽ đi qua những thông tin như thế này. À, vậy là gói cấm vận số 14. Đúng không ạ. Đang được các nước EU tích cực thảo luận. Trong đó thì họ sẽ nhắm vào các vấn đề cấm vận à, khí gà hóa lỏng của Nga cũng như nhắm vào những cái thực thể của Nga và các nước xung quanh nước Nga giống như kiểu Trung Quốc đã giúp Nga lách lật cấm vận. Những ngày gần đây thì các quan chức G7 lại tiếp tục đưa ra những tuyên bố rằng là họ tạo được những cái tiến bộ cực kỳ là ấn tượng trong việc là tiến tới những gọi cấm vận tiếp theo và giảm sự phụ thuộc vào khí đốt của nước Nga. Trong khi đó thì chúng ta có thể thấy một cái điểm như này. Mức tiêu thụ khí ga ở EU đã đạt tới một cái mức độ thấp kỷ lục trong vòng 10 năm. Như vậy là giảm phụ thuộc vào khí đốt của ga, nhưng mà đi kèm với việc là cái mức độ tiêu thụ thấp nhất trong vòng 10 năm thì điều đấy đồng nghĩa không phải việc là giảm mà cơ bản rằng là họ đang giết chết cái ngành công nghiệp của mình để nói rằng là họ giảm cái sự phụ thuộc. Và tất nhiên là cái phần còn lại thì họ sẽ mua đắt, đúng không ạ? Mà nếu không mua đắt thì họ lại phải mua qua một cái đối tác thứ ba à, mà cũng chính là từ khí Nga. À, và tất nhiên là đắt chứ cũng không, không phải là không đắt. Bản thân nước Anh chẳng hạn thì có thể nói rằng họ đã tăng gấp đôi cái mức mua khí ga và dầu của mình từ Ấn Độ, từ Trung Quốc, từ thổ Nhĩ Kỳ. Không phải gấp đôi, gấp 5 lần. Và đây quý vị có biết ba cái nước đấy thì nó mua dầu và mua khí ga của ai không? Đúng ạ? Không? Nó mua từ Nga. Đấy, cái câu chuyện nó là như vậy Và người ta phải mua với một cái giá kèm theo rất nhiều những chi phí Bởi vì mấy cái thằng kể trên ấy thì nó đều là những cái thằng mà nó cũng là sói Đúng ạ, à? nó sơ muối được cái tí lợi nhuận là nó sơ muối Mà không mua của những thằng này thì phải quay sang mua của Mỹ Thì tất nhiên mua của Mỹ nó không phải đắt thêm nữa mà nó đắt gấp vài lần Nước Đức so với năm 2022 Họ đã mua tới gấp tới 11 lần dầu uh, từ Ấn Độ mà tất nhiên, dầu của Ấn Độ thì nó cũng ở ngay cạnh cửa ngõ của nước Đức. Chẳng qua là đi vòng xuống Ấn Độ. Nó không, không phải vòng như thế này quý vị nhé. Nó vòng thế này này quý vị này. Đấy, nó xa lắm đấy. Thế rồi bây giờ nó mới như thế này, nó mới lên nước Đức. Mà không khéo bây giờ chiến tranh Trung Đông thì nó phải như thế này. Thế quý vị bảo là bây giờ đây khoai của mình với thằng hàng xóm. Đúng ạ. Chỉ cần ném qua hàng rào của nhau thôi thì nó không mất chi phí gì. Và nó vẫn còn tươi ngon. Thế mà bây giờ không phải đi cái này mà phải biết bao nhiêu thuốc thiết để tiêm bảo quản toàn chất độc chất điếc và cộng với lại các phị, phụ phí nhà kho bến bãi ướp lạnh lãi liếc biên biếc đúng không quý vị chúng ta thấy là người ta chết là chết ở chỗ này rồi xuất khẩu uh, nhiên liệu nha quý vị nhé có nghĩa rằng là nguyên liệu là thành phẩm ấy từ Ấn Độ tới các nước châu Âu thì cũng tăng tới 125% so với lại tháng 1 năm nay Bản thân nước Nga thì đã tăng mức xuất khẩu khí ga hóa lỏng tới châu Âu 37% so với năm 2021. Như vậy cái câu chuyện rằng là gì bây giờ thì ga còn xuất khí ga hóa lỏng của Nga còn xuất sang châu Âu rất nhiều và đợt này thì họ định cắt cái cuối cùng đó. Và cái cuối cùng đó thì là cái duy nhất mà nó chưa qua cái đường Ấn Độ Trung Cước Thổ Nhĩ Kỳ thôi. Còn lần này nữa mà cắt ấy, thì có nghĩa rằng nó đi qua chính những cái cửa như này để nó đến châu Âu. Ngoại trừ một yếu tố là người Mỹ đang tiếp tục gây thêm một cái sức ép nữa để mà lấy nốt cái thị trường khí ga hóa lỏng hoàn toàn từ phía người Nga. Và chắc chắn là châu Âu sẽ phải trả một giá cực kỳ đắt bởi vì khí ga hóa lỏng của Mỹ nó sẽ rất là đắt. Và trong khi đấy thì các ông ấy hí hửng, ông ấy tuyên bố rằng là chúng tôi đã chuẩn bị xong gói cấm vận thứ 14 nhắm vào khí hoa hóa lỏng của Nga. Đúng ạ? À, và chúng tôi đạt được bước tiến dài trong việc là cắt phụ thuộc vào nước Nga. Qua mỗi một cái câu chuyện đấy thôi. Câu chuyện về lý tưởng và cái 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 thực tế phũ phàng của đời thực đấy thì chúng ta cũng hiểu rõ ràng là những cái nhà lãnh đạo của châu Âu này họ đang đưa đất nước của họ đi về đâu. Chúng ta hãy xem. Tháng 2, khí ga hóa lỏng của Mỹ xuất sang uh, các nước châu Âu đã tăng 10% mà so với lại uh, tháng trước. Và châu Âu bây giờ trở thành là cái đối tác tiêu thụ khí ga hóa lỏng lớn nhất của người Mỹ vâng vậy là câu chuyện chúng ta đã nhìn thấy rõ ràng ai đã khiến các quốc gia này phải tự lấy đạn bắn vào chân mình đúng không quý vị ờ, rồi mà quay sang phải nhập với lại cái khí ga mà họ gọi là thân thiện với môi trường hơn nhưng mà có một cái mức giá cao hơn rất nhiều cho nên là bây giờ các nước các nhà lãnh đạo châu âu ấy thì họ thấy tình hình nó rất tệ và họ có dám đổ lỗi cho mỹ không họ không họ quay sang họ đổ lỗi cho nga đúng quý vị họ đổ lỗi bằng được cho nga tất cả đều là lỗi của putin tại sao họ làm thế thì tất nhiên họ phải có tìm người đổ lỗi rồi và đổ lỗi như thế thì có nghĩa rằng là họ càng cho bàn dân thiên hạ có thấy rằng là putin là một cái kẻ tàn độc đối với lại thế giới cho nên là chúng ta phải viện trợ ukraine đánh bại ông ta đúng ạ à, tất cả nó trở thành một cái vòng xoắn à, gọi vòng xoắn ma quỷ không bao giờ có thể thoát ra được cho nên là chuyện gì người ta nói về châu âu hay thế giới người ta nói rằng là À, câu chuyện thế này thế kia và cái kết không ai ngờ nhưng mà châu âu ấy không có câu chuyện gì liên quan đến nước nga mà cái kết nó không ai ngờ nó đều là cái kết đã được dự báo từ trước đúng không ạ họ có thể nói rằng là vâng họ đã phạm phải một cái um, tội ác chống lại bản thân và những cái kết như thế thì không chỉ những quốc gia công ty hay những cá nhân chắc chắn là rất tồi tệ một bài báo về tình trạng đình trì trệ ở châu âu nền kinh tế của toàn châu âu đã kéo dài tình trạng trì trệ một thời gian khá lâu với các quốc gia tỷ lệ phát triển tăng trưởng âm dậm chân tại chỗ hoặc là phát triển cực kỳ thấp có thể nói rằng mặc dù nền kinh tế châu âu chưa bước vào giai đoạn khủng hoảng nhưng dùng một từ đình trệ hay trì trệ là một từ cực kỳ thích hợp. Từ quý 3 năm 2022 cho đến quý 4 năm 2023, tức là trong 5 quý liên tiếp, thì cái mức độ tăng trưởng theo quý của EU, trong đó có 27 nước, gần như bằng 0. Chỉ là ở mức 0,03, có nghĩa là nói tóm lại là nó bằng 0. Đặc biệt là các quốc gia dẫn đầu, ở trong đó có nước Đức, thì gần như đã rơi vào suy thoái với GDP giảm 0,22% vào năm ngoái. Nước Pháp một nước có khả năng miễn uh, nhiễm, nhiễm tốt nhất với những cái d d sự tồi tệ của nền kinh tế châu Âu hiện nay thì chỉ tăng 1% trong năm qua. Tây Ban Nha một quốc gia không liên quan với cuộc chiến đáng kể tăng 0,61%. Lý do mà chúng ta có thể nhìn thấy nền kinh tế châu Âu nó tiếp tục nó ảm đạm như vậy ấy, là cơ bản họ không có một đồng tiền mạnh như mình người Mỹ người Mỹ thì nó là nền công kinh tế tiêu dùng kinh tế tiêu dùng thì có nghĩa rằng là họ cứ in tiền là họ có tiêu dùng và nhập khẩu họ cứ in tiền ra họ có thể là tung tiền để họ mua hàng về để họ xuất khẩu để họ tiêu dùng và cái uh, gọi là cái tỷ trọng của cái nền kinh cái vấn đề nhập khẩu trong cái nền kinh tế của Mỹ nó cực kỳ là cao cho nên nó thúc đẩy cái tiêu dùng đúng không ạ Uh, càng ngày càng cao và nó dẫn tới một cái uh, kết quả đó là nền kinh tế nó có dấu hiệu tăng trưởng. Mặc dù là chúng ta nhìn thấy với cái kiểu mà in tiền để chi tiêu ấy thì nó gây sức ép cực kỳ đối với lạm phát của nước Mỹ và đối với đồng đô nói chung. Tuy nhiên thì đấy là những hiện tượng mang tính chất tình huống, còn bây giờ chúng ta thấy rằng nền kinh tế nào ấy nó cũng phụ thuộc rất nhiều vào mức độ uh, mình gọi là mức độ tiết kiệm của các hộ gia đình thì gần như bây giờ tiết kiệm hộ gia đình của Mỹ nó thấp chưa từng có. Chúng ta hãy đến một cái quốc gia ở châu Âu mà chúng ta từng nói là một quốc gia thiên đường. Rồi bây giờ thì chỉ trong vòng 15 năm họ đang trở thành cái quốc gia ven đường. Đúng không ạ, đó là Thụy Điển, một cái vũng bồn tội phạm ở châu Âu, nơi mà nó chính là một cái quốc gia lý tưởng đấy, như chúng tôi đã nói. Tỷ lệ phá sản ở Thụy Điển tăng cao. Số lượng các công ty phá sản ở Thụy Điển tăng cao một cách đáng ngạc nhiên trong 21 tháng liên tiếp. Đặc biệt trong tháng 4 năm nay, số lượng các ca phá sản đã tăng tới 72% so với lại cùng kỳ năm ngoái. Theo thống kê của công ty đánh giá tín dụng CreditSafe, trong đó thì những cái khu vực kinh tế liên quan tới vấn đề này là động lực cho cái xu thế này, đó chính là các khu vực thương mại điện tử, nhà ốc, khách sạn, nhà hàng. Năm ngoái thì đã có gần 1.000 công ty phá sản và chỉ riêng năm uh, tháng trước thì đã có 1.000 công ty phá sản, mà là con số cao nhất kể từ năm 1994, tức là đã 30 năm nay rồi. Trong lĩnh vực uh, xây dựng thì uh, 4 tháng đầu năm nay chứng kiến một sự tăng trưởng về các số lượng công ty phá sản tới 63%, còn các ngành hàng quan trọng của quốc gia này như nhà hàng khách sạn thì đã tăng tới 80% công ty phá sản. Ông giám đốc của cái công ty đánh giá này nói rằng mặc dù chúng tôi đã quen với xu thế này rồi, nhưng mà 6 tháng vừa qua nó là một cái con số nó quá là gây uh, sốc đối với lại chúng tôi. Đây chúng ta chỉ cần uh, đi đến cái bài phát biểu của ông Sunak thôi. Thủ tướng Anh đó nhé quý vị. Chúng ta sẽ hình dung ra tại sao châu Âu nó như vậy. Nó nói lên tất cả ở trong đó, mặc dù thì nó không có đầy đủ, thế nhưng mà ý nói là những cái lý chính ấy. Khi mà ông ấy phỏng vấn với tờ Sky News Uh, và ông ấy, uh, tờ Sky News mới nói hỏi ông ấy rằng Là trong tuần này thì ông định tăng cái ngân sách quốc phòng uh, khoảng 75 tỷ bảng Anh Và sẵn sàng để mà đưa quốc gia chúng ta vào một cái nền kinh tế phục vụ cho chiến tranh Thì uh, liệu ông lấy đâu ra tiền để mà tiêu vào những cái khu vực trường học, bệnh viện Và cuối cùng thì ông đã ra một cái quyết định như vậy thì ông cho cái độc giả được biết thêm thì ông Sunak ông nói thế này Ông ấy nói rằng là tôi đã ra quyết định Tôi đã ra cái quyết định này Bởi vì cho dù bạn có thích hay không Thì thế giới của chúng ta đang sống Đang ngày càng trở lên nguy hiểm hơn Chúng ta đang có một cái trục của các quốc gia chuyên chế với những giá trị khác biệt từ chúng ta. Họ càng hành động một cách quả quyết và hiếu chiến hơn và phối hợp chặt chẽ nhau hơn. Đó là các quốc gia Iran, Nga, Triều Tiên, Trung Quốc và điều này đang làm tổn thương cho quốc gia của chúng ta, giá trị của chúng ta, lợi ích của chúng ta. Do đó, quyết định đúng đắn đối với tôi với tư cách là một thủ tướng, đó là chúng tôi sẽ liên quan tới các vấn đề an ninh đối với người dân. Đó chính là cái ưu tiên hàng đầu. Do đó, chúng tôi đã đầu tư vào quốc phòng. Đó, quý vị có thể tưởng tượng không? Nền kinh tế thì đang trồi sụt thế nhưng mà quyết định đúng đắn ấy, và lo cho dân đấy thì nó lại là đầu tư vào quốc phòng bởi vì nó có các quốc gia uh, Trung Quốc, uh, Triều Tiên, Iran, Nga, uh, nó cách xa quốc uh, nước Anh biên giới đến hàng nhiều nghìn km thế nhưng mà nó lại gây ra một cái mối đe dọa tồn vong cho đất nước và người dân chúng ta vậy thì cái câu nói mà chúng tôi nói cùng quý vị ấy, đó là gì thứ nhất đúng không ạ là khi mà cái tình hình nó tồi tệ đấy thì các lãnh đạo này có xu hướng để chi tiêu vào quốc phòng Và tìm ra một cái người để đổ lỗi Đúng quý vị Chứ còn người ta chuyên chế Người ta khác giá trị của mình Như là cái chiêu nó bình thường Đúng quý vị Thì bây giờ chẳng nhẽ ông nói rằng là uh, Những người da đen Là có màu da khác chúng ta Những người da vàng Là những người khác màu da chúng ta Và giống màu da của tôi Ý ống ấy là người Ấn Độ Đúng không ạ uh, Chính bởi vì họ rác khác giá trị chúng ta như vậy Cho nên là họ trở thành mấy cái mối đe dọa của chúng ta Cho nên chúng ta phải tăng ngân sách quốc phòng hay khác có khả năng thời điểm nào cũng sẽ nói thế đấy như vậy rõ ràng chúng ta đã thấy là khi cái tình huống đất nước của họ bung bét họ không có khả năng vá víu nữa họ tìm ra những người đổ lỗi và tiếp tục chi ngân sách quốc phòng để mà làm cho người dân yên tâm đúng ạ bởi vì là quyết định để mà chi ngân sách quốc phòng nó là rất đúng đắn chứ còn đầu tư vào kinh tế bây giờ không còn quan trọng nữa vì nếu như mà cái khối chuyên chế đấy nó mà tấn công thì chúng ta kinh tế chúng ta cũng vứt cho nên bây giờ chúng ta phải đầu tư vào an ninh đúng quý vị Điều này thì nó phục vụ cái mục đích thứ hai, cơ bản họ là những người lãnh đạo bị uh, giật dây, bị đưa lên. Đúng quý vị, đưa lên để làm gì? Đưa lên để mà chờ để mà chi tiêu. Đúng ạ, chi tiêu quốc phòng, chi tiêu cho NATO và chúng ta cũng biết thừa là ai là người được hưởng lợi ở đằng sau đó rồi. Và chính bởi vì họ làm cái việc chi tiêu quốc phòng cho NATO đấy, cho nên nó dẫn tới cái việc là điều một, dẫn tới điều một tinh tế xã hội xuống cấp thì lại đổ lỗi cho người Nga và chuyên chế rồi lại bắt đầu chi tiêu quốc phòng. Đúng không, quý vị, như vậy nó trở thành một cái vòng luẩn quẩn không bao giờ nó thoát được. Bây giờ người ta các nước phương Tây mà tôi đố ông nào có thể thông qua được những chính sách mà có thể cải thiện đất nước để giảm quốc phòng được ấy. Chắc chắn ông ấy bật bãi ngay. Thế còn thực sự, thực sự thì chúng ta cũng không biết được là sau này các nước chuyên chế nó có tấn công ở nước Anh hay không. Đúng không ạ thế nhưng mà chúng ta thấy các quốc gia của họ phải trả giá cực kỳ đắt đây chúng tôi có thể nói một câu chuyện về nước Phần Lan cho quý vị xem này à, nước Phần Lan một trong những cái nước hạnh phúc hàng đầu thế giới khi dựng lên cái bà thủ tướng mà bây giờ thì đã bị bãi nhiệm rồi đúng không ạ sau lúc đấy thì người ta liên tục đưa ra một loạt các cái chính sách bài nga ở quốc gia này và bây giờ người ta dựng ông Alexander Stapp lên một trong những người bài nga hàng đầu lên đầu tiên họ làm các cái cuộc trưng uh, cầu dân ý để mà gia nhập nato sau khi gia nhập nato thì nước phần lan đang sống trong sung sướng thịnh vượng và có mối làm ăn quan hệ làm ăn cực tốt với người nga ngay lập tức bỏ ra hàng triệu đô la nhiều triệu đô la để xây dựng đường biên giới ngăn cách nước nga và tất nhiên là các chuyện làm ăn bị ảnh hưởng cực kỳ nhiều chính phủ Phần Lan trừng phạt các người công dân của mình liên quan tới những cơ hội để phát triển với lại nước Nga. Các cái ngành kinh doanh, du lịch vân vân đã dừng đóng cửa. Các chính phủ thân phương Tây bài Nga được dựng lên. À, chính phủ của cái bà mà đưa Phần Lan vào NATO thì bây giờ cũng đã bị bãi nhiệm giải tán. Bà đã giải quyết xong một cái câu chuyện cực kỳ khó với lại NATO ở Phần Lan, đó là đưa cái quốc gia đang sung sướng này vào trở thành một trong những quốc gia khổ nhất thế giới. Bởi vì ngày nào bây giờ thì họ cũng đang sống dưới một cái sự đe dọa cạnh một cái nước kẻ thù. Bởi vì là họ tự nhiên, họ đang làm nước trung lập và là háng giềng hữu hảo cho họ trở thành một trong những cái kẻ thù của nước Nga. Nước Nga là ai? Nước Nga là một nước có hàng 6.000 quả đầu đạn hạt nhân. Đúng ạ? Không cần biết các vấn đề khác, không cần biết họ là xấu với người xấu hay người tốt. Nhưng rõ ràng trở thành một kẻ thù ở một cái nước cạnh như vậy là không khôn ngoan rồi. Và bây giờ thì không những là họ đã không có tiền để xây đường hàng rào biên giới mà họ còn đang uh, đòi vay Liên Minh Châu Âu 10 tỷ euro để mà xây dựng cái tuyến đường biên giới ngăn nước Nga vốn trước đây là các đoàn xe nó thông thường để nó kiếm hàng chục tỷ euro thì bây giờ phải đi xin ở uh, đi vay chục tỷ euro để mà xây các đường biên giới đó và mất đi tất cả những cái nguồn làm ăn và Phần Lan chắc chắn sẽ tham gia cùng với Thụy Điển và các quốc gia Baltic khác trở thành một cái quốc gia mất hẳn đi sự thịnh vượng nếu không muốn nói rằng là sẽ gặp rất nhiều những cái khó khăn tai ương kinh tế chỉ bởi vì đã lắng nghe những người phương tây để mà bài nga và bây giờ quân sự hóa hai yếu tố đó sẽ dẫn tới một đất nước nó nghèo đi trông thấy phần lan từ trước đến nay ít dân đúng không ạ ít dân thì chỉ cần kiếm được ít tiền thôi gdp vài trăm tỷ thôi là có thể lo cho dân cho nước nhưng mà dính tới uh, cái ma túy đấy đúng không ạ có nghĩa là vũ khí, đạn dược rồi NATO đấy, chắc chắn là sẽ không có một ngày thịnh vượng và yên bình. Và bây giờ thì Phần Lan đang bị gây sức ép để mà người Mỹ triển khai các căn cứ quân sự của mình ở trên đó và chắc chắn họ sẽ trở thành các mục tiêu của tấn công của người Nga nếu trong trường hợp có chuyện xảy ra. Vậy thì bây giờ người dân Phần Lan hãy hạ thử hỏi trả lời cho tôi rằng là trước đây khi các ông trở vào NATO thì có mỗi một cái vấn đề là hàng ngày các ông nghe đài báo nói rằng Nga nó tệ lắm, đúng không ạ? sớm muộn thì nó cũng tấn công các ông tất nhiên thì đấy là cái câu chuyện mà nó bị tác động rồi nhưng mà điều đấy nó không có đau khổ thế nhưng mà bây giờ ấy, các ông vào nato rồi thì các ông sẽ mất đi hàng nhiều chục tỷ đô và hàng nhiều tỷ đô mỗi năm làm ăn với nga ông trở thành kẻ thù của người nga đúng không ạ như vậy vấn đề kinh tế xã hội chính trị quân sự của các ông an ninh của các ông đều suy thoái một cách nghiêm trọng và như vậy các ông ấy trả lời rằng là các ông đã vào NATO và đấy là một chiến thắng huy hoàng của Phần Lan, Thụy Điển. Còn đấy là một cái sự thua bẽ bàng của người Nga. Hãy xem ai là người thắng thực sự ở đằng sau. Đúng không ạ. Tất nhiên nước Nga thì cũng không vẻ vang như trong chuyện này. Thế nhưng mà cuối cùng chúng ta chỉ biết rằng Phần Lan đã đánh mất tất cả và họ đánh mất đi cái tự trọng của dân tộc và đánh mất đi cái sự độc lập chủ quyền của quốc gia của mình. Quý vị công nhận không ạ? Đấy là nói đúng ra thực chất nó là như thế đấy. Bây giờ thì các nước châu Âu uh, thôi mà cũng họ cũng không bao giờ hiểu đâu. Họ sẽ luôn là nạn nhân của các công cụ chính sách chia để trị của người Mỹ thôi, đúng không ạ? Bởi vì người Mỹ quá giỏi. Các nước châu Âu nói thật ra là quá gà trong các vấn đề chính trị. Hay tôi nói đúng hơn đấy, họ muốn trở thành gà trong chuồng, chim trong lồng, cá trong bể và chó trong nhà, đúng không? Và chúng tôi sẽ gặp lại quý vị trong chương trình giao lưu câu hỏi đi. Chứ còn cái anh tin tức này bây giờ nó đã bốn mươi mấy phút rồi chúng tôi xin bắt đầu phần giao lưu câu hỏi cùng quý vị liên quan tới một câu hỏi về nước Mỹ rất nhiều người nói về các nguyên nhân lẻ dẫn tới sự suy sụp của ảnh hưởng toàn cầu của người Mỹ nhưng thực tế thì nguyên nhân sâu xa chính là gì Vâng, có ngay đây đúng không ạ? Đang có sẵn trên bản đồ đây. Chúng ta thấy rằng là như vậy là nước Mỹ ở đâu? Nước Mỹ nằm ở đây. Một diện tích thì cũng bằng khoảng độ đâu đấy dưới 10% địa cầu đúng không ạ? Ít hơn. Và 5% chủ yếu là quan trọng nhất là 5% dân số toàn cầu không đến. 4%. 4% dân số toàn cầu và nước mỹ thì phải nai lưng ra để mà quản lý cái sự ảnh hưởng của họ tới các cái vùng như là vùng bắc mỹ vùng địa chính trị châu mỹ latinh vùng châu âu vùng châu phi vùng trung đông vùng nam á trung á đúng không ạ vùng đông nam á và vùng đông á thì có nghĩa rằng là nếu chúng ta nói về những thứ lẻ có nghĩa ví dụ như là đồng đô la đúng không ạ? Suy uh, phi đô la hóa, rồi chính sách ngoại giao, rồi chính sách tiền tệ, rồi phi công nghiệp vân vân và vân vân. Thì mỗi cái đó nó là một cái yếu tố, nhưng mà cái yếu tố chính ấy, thì chúng ta có thể nhìn thấy một điều rằng là nước Mỹ đã càng ngày càng ôm đồm. Đúng quý vị nó họ ôm đồm quá nhiều thứ hơn là cái sức họ có thể làm. Hay là nói đúng hơn là bất cứ một cái quốc gia nào cũng không có khả năng để mà ôm đồm uh, rất nhiều thứ như thế này ngày xưa khi mà họ ở cái dạng bá chủ ấy thì uh, họ là nước Mỹ và công thần thì nó có các nước sông đúng không ạ Anh Canada Australia New Zealand vốn là các nước mà nói tiếng Anh đến thời kỳ đỉnh cao thì họ có các quốc gia trư hầu đồng minh như là Nhật Đức các quốc gia EU khác vân vân như là đặc biệt là Tây Âu uh, Pháp Tây Ban Nha Ý À, vâng Bỉ Hà Lan các quốc gia thịnh vượng hàng đầu sau này thì họ ôm luôn cả các cái phần liên quan tới Trung Âu và Đông Âu vốn là cũng không còn cái sự thịnh vượng như cũ nữa rồi đến các vùng như khác thì chúng ta thấy sau những cái quốc gia mà đầu tiên là cái bậc mình gọi là cái bậc mình uh, cái cái công thần đấy đúng không ạ là năm nước đấy thì là các cái nước đấy họ được bảo kê À, từ người Mỹ à, các cái nước mà như Nhật Đức rồi các nước châu Âu thì là các cái nước mà mang tính chất là dạng như mình gọi là trưởng lão đấy người thì, à, Mỹ có ảnh hưởng rất nhiều và họ mang lại những nguồn lợi cho người Mỹ rất nhiều như vậy là cái giới cốt lõi nó đâu đấy nó tầm khoảng chục nước đứng vị thì những nước này là những nước mà Mỹ kiểm soát và nguồn lợi mang lại cho Mỹ nhiều hơn hẳn Thế rồi đến nước các quốc gia tiếp theo thì như chúng ta nói về Đông Âu, Trung Âu uh, thì chúng ta bắt đầu thấy là nó không mang lại cái nguồn lợi nữa mà nó nếu không nó mang lại gánh nặng thì nó không còn mang lại cái nguồn lợi. Tức là nó không còn là một cái gì mà giúp cho người Mỹ bay lên mà nó kéo người Mỹ bay xuống, đúng không ạ? Uh, rồi là các cái vùng uh, Trung Đông, rồi các cái vùng như chúng ta thấy Đông Á, Đông Nam Á vân vân. Nhìn chung về mặt nguyên tắc thôi nhé quý vị nhé. Rồi đến những cái nước như Mỹ Latin hay là châu Phi thì đúng là lúc bấy giờ nó trở thành là những cái quả tạ, nó kéo uh, cái uh, người Mỹ đi xuống. Ý nói rằng là mỗi một cái sự chi ra của người Mỹ nó không mang lại được cái um, lợi nhuận đúng không ạ? Ở đây mình mình tính Tất cả tổng động cộng viên vào là cái lợi nhuận của nó cuối cùng nó là cái gì? À, chứ nó không chỉ đơn thuần là một vài đồng tiền, một vài thùng dầu, vân vân, mà cơ bản nó còn nhiều cái yếu tố khác nữa. Người ta phải chi rất nhiều để liên quan tới việc kiềm chế, kiểm soát, rồi uh, thanh trừng, rồi thậm chí chiến tranh, đúng không quý vị? Có nghĩa rằng là chúng ta thấy chẳng hạn như họ dây vào những nước như Afghanistan hay là Iraq, khi mà muốn kiểm soát những khu vực này thì họ đã phải trả một cái giá cực kỳ đắt đỏ những cuộc chiến ở Syria, những cuộc chiến ở Libya. Thế thì cái câu chuyện mình có thể nói một điểm rằng là nước Mỹ đã ôm đồm hơn những thứ mà người ta có thể được và bắt đầu nó ở giai đoạn các nước thứ 10, thứ 15 trở đi. Không ai biết nó đích xác từ nước nào, nhưng rõ ràng là họ đã ôm cả những cái cục nợ khác chỉ bởi vì họ muốn kiểm soát thế giới, họ muốn bán chủ thế giới. Và đây chính là một cái vấn đề mà chúng ta thấy là nguyên nhân chính, đúng không ạ? Nó giống như là cái việc mà chúng ta, chúng ta thấy nhiều cái công ty Việt Nam ấy, nó đang thời kỳ đỉnh cao. Thế mà nó đi nó ôm các cái vấn đề liên quan đến uh, xây dựng nhà máy điện, đầu tư để kiếm tiền, nó xây dựng uh, bất động sản. Mặc dù thì thực sự nó đang đi sản xuất máy cày, máy kéo. Thế nhưng mà đi nó nhảy vào đất động sản, nó chết, đúng không ạ? Uh, kể cả những công ty như của Shark Thủy đây, thì cơ bản là đào tạo giáo dục tiếng Anh. Thế nhưng mà lấy tiền vất vào bất động sản thì cũng chết các công ty khác y hệt như vậy, các công ty quý vị tôi không nói đến đây quý vị đã biết rồi đúng không ạ? Bởi vì người ta nghĩ rằng người ta có thể uh, ôm đồm được, người ta có thể kiếm được. Thế nhưng cuối cùng tất cả những cái mảng nó không nằm trong cái giá trị cốt lõi của họ ấy và không có một cái sự tượng dụng ấy thì cuối cùng nó trở thành cái gánh nợ và gánh nặng và không chỉ nó làm cho họ thâm hụt đúng không ạ, mà cuối cùng làm cho họ suy yếu và ở những nơi đó họ cũng đánh mất luôn cái sự ảnh hưởng. Bây giờ chúng ta thấy ngân sách quốc phòng của Mỹ lên tới hàng nghìn tỷ đô, mà đồng thời những nước như ở Châu Phi, Châu uh, Trung Đông, Châu Mỹ Latin họ đã tiễn khách rồi. Mỹ mất dần ảnh hưởng ở rất nhiều các quốc gia như thế này và họ đã lỗ, lỗ là bởi vì những chi phí quân sự như vậy, đúng không ạ? Và bây giờ họ mất luôn cả ảnh hưởng. Ngày hôm qua thì nước Nga còn vào chiếm luôn cái sân bay của người Mỹ ở Niger. Thì cái câu chuyện đấy cho thấy một điều rằng là và họ, tức là chơi quá phận chơi quá tay mà các cường quốc đều thế từ cái thời la mã cũng vậy thôi thời napoleon cũng vậy thôi cũng tham đi đánh nước nga một cái nơi mà họ không có khả năng đúng không ạ kể cả là nước anh cũng thế họ cũng đi tham để trở thành một cái đất nước mà chiếm xâm chiếm khắp nơi đế quốc khắp nơi à, đến những cái vùng đất mà nó không cần thiết à, để cuối cùng nó cũng trở thành những cái gánh nặng cho cái đế chế của họ trước thời anh pháp thời tây ban nha thì họ cũng là bá chủ thế giới thế nhưng mà họ đi khai phá khắp nơi và lên các khu vực như là đông nam á như philippines rồi mỹ, mỹ latin rồi cả khu vực bắc mỹ nữa và ở đó hụt đụng độ với lại người mỹ người anh người pháp và họ bị đánh bại và kể từ đó thì cái đế chế tây ban nha nó không còn là siêu cường nữa đúng không ạ chúng ta đều thấy tất cả nó đều liên quan tới một cái một cái sự vươn cái vòi bạch tuộc đấy ra khỏi cái tầm với của mình và một cái vùng đất mà thực sự mình không có mạnh không có thân thuộc không có làm chủ đấy với một cái sự tham lam đúng không ạ cho nên là họ đã dẫn tới một cái sự phá sản về cái lợi ích địa chính trị đúng không ạ những lợi ích địa chính trị nó không bù để nó bù đắp cho những cái thiệt hại về địa chính trị nữa trong đó có vấn đề ảnh hưởng vấn đề quân sự vấn đề tiền bạc vấn đề tài nguyên vân vân và vân vân thì với cái việc mở rộng như này nó cũng giống như những công ty làm bất động sản làm thêm đấy thì ngay lúc đó nó không có vấn đề gì thị trường nó vẫn lên nhưng mà dần dần nó không còn lên nữa rồi các chi phí nó tích lũy người mỹ ở thế bá chủ họ đã vung tay quá chán Uh, để mà tiêu đồng đô la, in tiền đô la, họ vay nợ, họ chi phí quốc phòng họ tăng cao, họ thâm hụt ngân sách uh, cán cân thương mại. Tất cả những cái điều đó dần dần và nó tích lũy đến bây giờ là họ đã từ những hệ lụy cấp 1 là quá tay đến cấp 2 là in đô la, vay nợ, uh, in tiền rồi uh, lạ ơi uh, cái gì? Uh, ngân sách quốc phòng đúng không ạ? Rồi uh, nhập khẩu tức là thâm hụt thương mại rồi đến uh, cuối cùng là đến cái, cái hệ quả ở cấp 3 thì chúng ta thấy rằng là phi công nghiệp hóa và nợ leo thang uh, các vấn đề liên quan đến chính trị trong nước từ đường biên giới nhập cư uh, công an việc làm vân vân rồi những cái vấn đề là liên quan tới tội phạm bất ổn xã hội ở cái mức thứ ba và không cần nói về mức thứ tư nữa thì chúng ta thấy rằng nó đồng thời nó diễn ra nước mỹ ngày hôm nay với khoản nợ 34.000 tỷ đúng không ạ? Và những cái khoản thâm hụt ngân sách hàng mấy nghìn tỷ một năm. Không có khả năng giải quyết, không có khả năng giải quyết các vấn đề liên quan tới nhập cư, các vấn đề bạo lực, các tình trạng bất ổn xã hội và tình trạng xã hội nói chung. Tất cả là bởi vì nó tích lũy như vậy. Đúng không, quý vị. Và người Mỹ vẫn nghĩ rằng họ vẫn có thể làm được là điều đó. Tôi bỏ qua yếu tố thế giới ngầm thì chúng ta thấy rằng nó cũng giống như những doanh nghiệp thôi. Khi mà đã ôm quá nhiều thứ vào, đúng không ạ? thì bây giờ người ta không còn có khả năng và rất nhiều công ty chỉ tìm cách để phá sản thôi. Bán cũng không ai mua nữa. Và đây là cái sự phát triển quy rất là theo quy luật của các cái siêu cường, các siêu công ty, tập đoàn. Và chỉ uh, kết quả của nó là nó là tan rã là cái thứ nhất. Một là như thế, hai như là ở Mỹ chúng ta cũng nhìn thấy rất nhiều những tập đoàn tan rã rồi, đúng không ạ? Rồi những cái tập đoàn không tan rã thì họ cũng phá sản từng phần, một phần, vài phần, kiểu là như vậy hoặc không thì phải họ có những nhà lãnh đạo mới với một cái sự kỳ công nào đó để mà họ tiến hành cải tổ một cách đẫm máu và như vậy chúng ta thấy rất rõ bây giờ những gì người mỹ làm là họ cố tiếp tục những hành động như thế này để mà nó kéo dài kéo dài cái việc này ra thôi chứ còn không có biện pháp sửa chữa. Chúng ta nhớ nhé, những hành động in tiền, in nợ để bán nợ, hành động tiếp tục để mà nhập khẩu, đúng không ạ? Tăng tiền đồng đô, hành động tiếp tục tăng ngân sách quốc phòng, nó chỉ cố tình kéo dài cái mớ bồng bong như thế này ra càng nhiều trên thế giới thôi. Đấy tôi vẽ càng loạn quý vị càng để ý tới, đúng không ạ? Chỉ kéo dài cái thời gian nó ra thôi, nhưng mà càng làm cho tình hình nó trầm trọng thôi và càng không có cái con đường quay trở lại nữa thì như vậy nguyên nhân có thể nói là quấy quá phận đó vùng tay quá chán nhưng mà tất cả thì nó bắt đầu từ một cái vấn đề người mỹ ý thức được là họ đã trở thành một cái siêu cường duy nhất nó quá nhanh à, cái sự bá chủ nó quá phê đúng không ạ và họ cho họ cái được quyền để mà thống trị thế giới và họ đã sử dụng tất cả những biện pháp để mà mở rộng và kéo dài cái việc như vậy nhưng mà cơ bản thì họ nên hiểu rằng người Mỹ thì cũng chỉ là một cái dân tộc mà thôi. Họ cũng sống như là một dân tộc trong tất cả các dân tộc trên thế giới khác. Bây giờ thì thế giới đa cực trỗi dậy và người Mỹ sẽ phải rất khó khăn để mà giải quyết cái mớ bòng bong kể trên, để mà thích nghi với tư cách là một trong những cái cực, đúng không ạ? Một trong ba cực hoặc là đa cực ở trên thế giới chúng ta trong thời gian sắp tới. Và đấy là một trong những cái điều cực kỳ là hồi hộp bởi vì chúng ta sẽ không biết là một siêu cường để mà thích ứng với vị trí mới của mình như thế nào nhất là một cái siêu cường theo phong cách của người Mỹ nếu nói đúng người Mỹ ấy, họ rất giống người Ukraine họ thổi phồng cái siêu cường của họ lên đúng không ạ người Ukraine cũng thế họ thổi phồng những cái thứ uh, siêu quốc gia của họ lên bây giờ họ không có cách để xuống thang nữa quý vị ạ. họ không thể xuống thang nữa bởi vì là họ nhồi vào đầu của người dân của họ và đồng minh của họ họ làm một cái gì đấy nó rất là siêu phiệt đúng không ạ thế nhưng bây giờ thì rõ ràng là tình hình thực tế nó không như vậy nhưng mà bây giờ thì không thể nói được là như thế nào để nói rằng là mấy hôm trước là chúng tôi bốc phép đấy đúng quý vị thì nó thực sự nó rất khó coi đấy và cái những cái người chóp bu ở mỹ có những người chóp bu ở ukraine cũng nhiều chóp bu cái việc mà tiếp tục để thổi phồng cái đó nó mang lại cái lợi ích cho cái nhóm đó chính vì hai yếu tố đó cho nên họ không thể xuống thang được trừ khi nào nó có những nhà lãnh đạo thiên tài những nhà lãnh đạo cấp tiến đúng không ạ lên để mà gọi xử lý tận gốc và chấp nhận những cái đổ máu đấy thì lúc mai có thay đổi được tình huống mà thôi như vậy là để mà nói rằng là làm thế nào để nước Mỹ có thể giải quyết được thì tôi không biết là làm thế nào nhưng mà phải có một cái gì đấy để mà người Mỹ nhận ra họ là một quốc gia bình thường trong tất cả các quốc gia trên thế giới và họ phải thích nghi với lại một cái trật tự thế giới mới đúng ạ chứ không phải là cái bá chủ của người Mỹ đó là cái sự vĩnh viễn Họ đè đầu cưỡi cổ lên toàn thể thế giới Khi nào người Mỹ chấp nhận được điều đó Thì tôi nghĩ rằng họ sẽ có giải pháp Còn nếu họ không chấp nhận điều đó Thì họ sẽ có một uh, cuộc đua Một là họ kéo dài cái mớ bong bong kể trên Bằng những cái hành động tiếp tục để mà làm cho tình huống nó cực kỳ xấu tồi tệ hơn đúng không ạ bơm máu tức là tóm lại là họ sẽ không chịu thay, thay máu mà họ tiếp tục đi họ xin máu họ bơm máu vào cơ thể trong khi những tế bào máu cứ vào đến đâu thì nó bị thoái hóa đến đó và nó diễn ra một cuộc đua là khi nào thì có thể tiếp tục bơm máu vào và khi nào bơm máu ít hơn cái việc mà cái tốc độ thoái hóa máu đấy thì chắc chắn là nó sẽ dẫn đến một cái cuộc khủng hoảng nhất định. Chúng ta chưa biết là nó sẽ như thế nào còn lại thì họ phải thay đổi và nhận thức được đúng không ạ như chúng tôi vừa nói nhưng mà đó là một cái việc có thể nói là còn khó hơn rất nhiều bởi vì đầu nó cũng không phải là một con người mà cơ bản nó là của một cái giới là trong đó có giới cầm quyền giới tài phiệt nó dựa lưng vào nhau cho nên nó rất khó để có thể có sự thỏa hiệp thì chúng ta thấy rằng là cái câu chuyện này nó ở Mỹ hay là ở đâu cũng thế thôi bản chất của những siêu cường siêu công ty siêu nhân hay siêu gì đó luôn gặp phải một cái trạng thái như vậy không kiểm soát được cái sự uh, siêu năng lực của chính mình. Ở đây tôi có thể nói một điều như này này, các quốc gia mà càng phát triển nhanh, các công ty càng phát triển nhanh, các con người càng thành công bao nhiêu thì chúng ta càng thấy một điều rằng là càng thành công trẻ thì họ càng không kiểm soát được cái siêu năng lực của họ và họ thường bị cái bản ngã nó thao túng và họ rất dễ là là thất bại sau này, đúng không ạ? Uh, các công ty cũng như vậy làm ăn được tí tiền thì đổ hết sang bất động sản và định làm nhà hàng bất động sản du lịch uh, chuỗi cung rồi uh, hậu cần rồi toàn những cái thứ ai cái gì ấy, nghe nó rất là hoành tráng như thế nhưng mà cuối cùng một năm sau quay lại thì công ty nó đang chật vật để nó tồn tại rồi và quốc gia thì nó cũng y hệt như vậy thôi cho nên nó là cái nguyên tắc cơ bản của tất cả những cái siêu đúng không ạ uh, nhưng mà cổ nhân người ta để lại cho chúng ta một cái câu nói ấy là thành công một cách từ từ ấy mà một cách chật vật ấy thì nó xây dựng cái tính cách nhưng mà còn thành công một cách nhanh chóng ấy thì nó chỉ có xây dựng cái bản ngã mà thôi mà cái bản ngã thì chắc chắn nó sẽ khiến cho người ta gục ngã còn cái tính cách ấy nó sẽ giúp cho cái con người đó đúng không ạ nó có một cái sự ổn định thâm trầm một cái bề dày và người ta phát triển được lâu bền hơn cho nên tôi nói đây là cái quy luật chứ mình cũng không nhắm vào cái việc đó là nước Mỹ đúng không ạ mà hầu hết các cái siêu cường nó đều trải qua những cái việc như vậy nó điển hình nhất đó chính là cái đế chế La Mã ngày xưa. Đấy, có nghĩa là vung tay quá chán. Nền kinh tế của Nga sẽ gặp vấn đề lớn khủng hoảng trong năm 2024 có phải không? Và, trừ khi là anh là một thiên tài nào đó, đúng không ạ, mà nhìn ra những điều mà chúng tôi cũng không nhìn thấy. Hai thì anh đọc quá nhiều những cái thông tin trên phương Tây. Thứ ba, anh là một người bài Nga và thân phương Tây ba điều kể trên nó cho phép anh dẫn đến một cái kết luận nó như vậy bình thường thì chúng tôi thấy một điểm rằng là thứ nhất thì anh không phải là người đầu tiên rồi vì một người xuất chúng thì người ta tham khảo các nguồn thông tin đặc biệt là nguồn thông tin của phương tây ngân hàng trung ngân hàng quốc tế thế giới và quỹ tiền tệ quốc tế cũng dự báo mức độ tăng trưởng của nga có thể đạt tới 3% năm nay trong khi châu âu thì lẹt đẹt ở 0% như vậy thì không à, đúng ạ Trừ khi là anh xuất chúng hơn cả những ngân hàng đấy thì thôi cũng chịu vậy. Thì có nghĩa là anh từ người ngoài hành tinh. Trường hợp thứ hai thì, à, vâng, có thể nói là nghe truyền thông thông tây ở phương tây thì đã bị tẩy não. À, bị tẩy não thì chúng tôi cũng không trả lời dài dòng, bởi vì rất khó để thay đổi được những người đã bị tẩy não. Thứ ba thì bài nga, à, vâng, và trường hợp như vậy thì à, cũng như trường hợp thứ hai. Tuy nhiên chúng tôi sẽ trả lời và để cho nó lịch sự đúng không ạ và giữ ngắn cái cốt truyện thôi. Những người mà có cái thia đưa cái bệnh số 2, số 3 thì có thể nói một điều rằng người ta bây giờ người ta vẫn tin rằng là Putin thì mắc rất nhiều căn bệnh và rất khó qua khỏi đúng không ạ. Còn Joe Biden và Boris Johnson cộng với lại Zelensky là những quý ông của thời đại, những cái con người gọi là vĩ đại nhất hành tinh của kỷ nguyên đương đại của chúng ta. Chúng ta hãy nhìn vào những cái báo cáo của phương Tây thôi. Thì chúng ta thấy rằng là năm ngoái nước Nga đã phát triển 3,6% theo phương Tây. Còn theo nước Nga thì 5,5%. Đúng ạ? À, năm, năm nay 2024 thì họ nói rằng nước Nga sẽ phát triển 2,8%. Và phía Nga thì có thể nói rằng họ sẽ dự đoán một con số khoảng 4%. Và đây là con số nước Nga năm ngoái cũng vậy thôi. Họ dự báo rất thấp đầu năm nhưng cuối năm bắt đầu nó mới chốt lại. Bởi vì nước Nga không muốn có những cú sốc, họ rất làm theo làm rất giống theo cái cách của người Trung Quốc. Công bố ban đầu thì rất là khiêm tốn nhưng mà về sau uh, có dữ liệu thì họ mới tung ra những con số. Trong khi đó năm ngoái thì uh, phương Tây, châu Âu uh, tỷ lệ tăng trưởng đâu đấy cũng khoảng uh, trong phải 0 đến 1%. Năm nay chắc là họ cũng tầm khoảng 0 đến 1%. Như vậy nếu chiếu theo những tỷ lệ phát triển GDP như này mà Nga có vấn đề lớn trong năm nay thì có nghĩa rằng là phương Tây đã bốc hơi rồi. Đúng không ạ? Ý tôi nói là Tây Âu còn người Mỹ thì cao hơn khoảng độ 1 đến 1,5%. Thì nếu cái này không tin thì có thể lên tra những dữ liệu của Ngân hàng Thế giới, Quỹ tiền tệ quốc tế của phương Tây chứ không phải là của Nga nữa. Thế nhưng tôi tin rằng nhiều người đã tra rồi nhưng mà họ vẫn tin rằng là Nga sẽ sụp. Bởi vì là nó tuyệt vọng mà Tuyệt vọng thì bao giờ cũng dẫn tới một cái sự ảo tưởng là hy vọng là có một cái thảm họa nào đó đúng không ạ? diễn ra ở, ở nước Nga. Tôi nhớ cái thời ngày xưa ấy hồi mà Trung Quốc với chúng ta có rất nhiều vấn đề ấy thì ngày nào cũng vậy toàn mơ về việc Trung Quốc tan rã thôi. Thế rồi là đến gần đây thì có những người vẫn còn bài Trung Quốc ấy thì khi có cái lũ lụt đập tam hoàng này nọ nứt nước ấy thì suốt ngày mở ra toàn tra cái từ đập tam hoàng thôi à, và nghĩ rằng chắc chắn là trung quốc sẽ bị vỡ đập tam hoàng và chắc chắn đất nước nó sẽ tèn 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 thế nhưng mà câu chuyện rằng là mình luôn duy trì cái đó đúng không ở trong đầu nhưng thực tế nó không xảy ra bởi vì mình tuyệt vọng trong cơn tuyệt vọng đúng không ạ chúng ta thường có một cái suy nghĩ nó ảo tưởng về cái kẻ thù hoặc là những cái đối thủ mà mình cảm thấy mình ngứa mắt thế nhưng mà chúng ta thì phải biết rằng là cái đấy nó hoàn toàn nó độc lập khỏi cái sự thật đấy là một lý do mà chúng ta thấy rất khó để thay đổi những cái người mà đã bị tẩy não đúng không ạ và có cái tư tưởng bài xích phải nói thật là phải có những người đấy có nhưng mà phải là những cái người mà có một cái sự tỉnh táo có một cái sự suy luận có khả năng suy nghĩ độc lập thì mới có thể thay đổi được và phần lớn bây giờ thì khi tác dụng của truyền thông nó ồ ạt như vậy rất khó để cho những người đấy có một cái khả năng suy nghĩ độc lập bởi vì người ta thường lấy cái kết luận của truyền thông để người ta cho rằng đấy là kết luận của sự thật rồi người ta không có động não để người ta suy nghĩ nữa. Và người ta vẫn nghĩ rằng là những con số này rất có khả năng là các cơ quan đấy nó phạm một cái sai lầm gì đó, đúng không, quý vị. Đấy. Thế nhưng mà chúng ta có thể đi đến một vài những cái điểm như thế này, tôi trích qua thôi. À, tỷ lệ tăng trưởng GDP rồi này, tỷ lệ uh, doanh số bán lẻ. Năm nay Nga sẽ tăng 7,7% so với 6,8% năm ngoái. Tỷ lệ mức lương trung bình 13% mà kể từ năm đầu năm 2024. Các quỹ lương hưu phúc lợi xã hội đều tăng vài lần trong năm. Ví dụ như tháng 1 năm nay thì phúc lợi xã hội cho người già, tàn tật và những người mất đi những người bảo trợ đã tăng tới 7,5%. Và hồi tháng 1 thì mức bảo hiểm hưu trí cũng đã tăng 7,5% tương ứng. Các ngân hàng lớn của nước Nga đều ghi nhận những mức lãi suất kỷ lục lợi nhuận kỷ lục những ngân hàng như là Rasa, BEP3 vân vân thì đã có những mức lợi nhuận như 1.508 uh, tám tỷ rúp <laughs> lợi nhuận dòng và là một trong những cái uh, lợi nhuận kỷ lục trong hoạt động của công ty uh, với lại mức độ quay vòng vốn tới 25% tỷ nhẹ lợi suất lợi nhuận trên vốn đầu tư và thu nhập trên mỗi cổ phiếu trong 12 tháng đạt 69,1 rup một cổ phiếu. Không chỉ những ngân hàng này, mà các ngân hàng khác như ngân hàng hàng đầu của Nga là Sber, Sber, thì cũng báo cáo một cái uh, mức lợi nhuận uh, 350 tỷ rup trong 2023. Uh, và, và đấy, 325 tỷ rup còn đâu nữa. Và thôi các cái thông số khác uh, sản xuất sản xuất, ui rồi ôi này toàn tăng 33%, 31% công nghiệp uh, trong các ngành uh, sản xuất uh, hàng tiêu dùng, hàng điện tử, uh, trang thiết bị uh, xe cộ, sản xuất uh, motor, 25% sản xuất các mặt hàng hoàn thành phẩm, uh, các sản xuất hàng tiêu dùng 9,3% hàng uh, điện, 7,4% hóa chất. Ui, nhìn chung các ngành hàng đến uh, cái gì đây? Dệt uh, may da dày, uh, thực phẩm, đồ uống, giấy tờ, uh, khoáng, khoáng sản Tất cả nó đều tư tầm gần 10% Thế thôi quý vị nhé Thành phố Moscow trở thành một trong những thành phố lớn nhất và đáng sống nhất ở châu Âu Chấm dứt Nước Nga là nền kinh tế lớn nhất châu Âu Theo sức mua ngang giá và chuẩn bị đá đít sức mua ngang giá của nước Nhật Để trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới Hết phi. Khi nào thì Ukraine có thể tự sản xuất được vũ khí đạn dược? Đây là một câu chuyện rất hay. À, thực tế thì bây giờ chúng ta cũng không biết vũ khí đạn dược của Ukraine sản xuất đến đâu. Tôi chỉ biết rằng ngành công nghiệp UAV của họ, USV của họ thì có thể nói rằng là khá tốt, đúng không ạ? cả về công nghệ lẫn sản xuất. À, còn đạn pháo, một trong những thứ quan trọng nhất thì chắc chắn là không rồi vũ khí thì có thể có một vài loại xe bọc thép um, hoặc là xe tăng hoặc là pháo thế nhưng mà cũng không phải là ở tốc độ xuất sắc cũng như là thành phẩm nó tốt và tốc độ sản xuất nhanh đáng kể nhưng mà cái đạn pháo ấy và các loại đạn uh, cho các loại vũ khí nhỏ ấy, thì đấy mới là cái vấn đề chính cơ đặc biệt là trong cái cuộc chiến với người nga cuộc chiến tiêu hao đúng không ạ thì uh, rõ ràng ukraine đang rất bất lợi thì để trả lời câu hỏi này có thể nói một điều rằng là chúng ta không biết bao giờ nó phụ thuộc vào nhiều cái yếu tố là bây giờ họ chuyển sang sử dụng các loại vũ khí của NATO, như vậy thì Ukraine phải có dây chuyền sản xuất đạn theo kiểu NATO. Mặc dù họ vẫn sản xuất những cái khẩu pháo và những loại đạn của Liên Xô. Thế nhưng thì Ukraine cũng là người xính NATO, cho nên họ sẽ sớm muộn họ chuyển toàn bộ sang muốn chuyển sang thì phải có dây chuyền sản xuất thế thì cái câu chuyện rằng là cái điều mà chúng ta nói nó phụ thuộc rất nhiều vào việc là nga có thể tìm ra những nhà máy ukraine phối hợp hoặc là sản xuất theo uh, bản quyền giấy phép nào đó của các quốc gia như là đức pháp mỹ trong thời gian tới ở quốc gia của họ hay không đúng không ạ nga có lần ra và họ có phá được những cái đó hay không còn chắc chắn thì đấy sẽ là mục tiêu hàng đầu của phía nga rồi như vậy thì đấy là một cái yếu tố nó động chúng ta chưa biết cái kết luận như nào nhìn chung là nó sẽ rất khó để cho họ có thể sản xuất một cách thoải mái à, kể cả có thoải mái đi chăng nữa thì à, họ sẽ đối mặt với rất nhiều vấn đề là để mà hình thành những dây chuyền sản xuất như vậy ấy, thì quy mô nó rất lớn nó có người ngợm nó có mặt bằng nó có tầng hầm nó có bảo vệ à, nó có dấu thông tin nó có phòng không nó có các cái vấn đề Uh, rồi là cái vấn đề cái kỹ năng của con người sản xuất vũ khí thì nó khác nó cần những kỹ năng rất cao đại khái ý nói rằng là mất rất nhiều thời gian nguồn lực đúng ạ à, để mà chuẩn bị cho cái việc đó và chỉ cần sơ hở tí thôi là có thể bốc hơi ngay trong một nốt nhạc cho nên là cái câu chuyện nói là khi nào thì chúng ta rất khó để nói thế nhưng ở đây nó có một cái yếu tố như thế này một cái yếu tố mà tôi nói là rất khó ở đây ấy là một yếu tố đã xảy ra ở Việt Nam chúng ta trong cuộc chiến tranh Việt Nam lúc bây giờ thì người Mỹ đã viện trợ rất nhiều cho miền Nam Việt Nam, đúng ạ. Họ viện trợ thì không chỉ là viện trợ quân sự tài chính mà họ cũng có viện trợ cho cả cái việc liên quan đến sản xuất, mà trong đó có cả sản xuất liên quan đến những cái loại mà không cần công nghệ quá cao, liên quan đến vũ khí đạn dược. Thế nhưng mà thực tế thì ở Việt Nam Việt Nam không sản xuất được đáng kể, đúng ạ, và cũng không sản xuất được thương mại dịch vụ dân dụng đáng kể, bởi vì câu chuyện nó giống Ukraine bây giờ ukraine bây giờ có rất nhiều công chức có rất nhiều cơ quan hành pháp và một cái người bạn mà ở trên kênh ấy, họ nói là tôi có người quen ở ukraine ấy. dường như là quan chức nào cũng vậy và sĩ quan nào cũng vậy chỉ tìm cách để sơ múi thôi các doanh nghiệp cũng chỉ tìm cách để mà đón đầu các khoản viện trợ để sơ múi thôi các nhà thầu các người làm công tác nhà thầu cũng thế có nghĩa rằng là khi mà một đất nước ấy nó nhận được cái nguồn đầu tư ở cái nguồn tài trợ nước ngoài một cách hào phóng ấy đúng không ạ thì nó giống như kiểu nước mỹ bây giờ ấy, là khi in được tiền ra để có thể sử dụng đồng tiền đến mà có cái tỷ giá cao so với các đồng tiền khác để mua hàng nước ngoài về tiêu dùng một cách nó dễ như là miễn phí thì người ta sẽ không có nhu cầu sản xuất trong nước nữa người ta sẽ phi công nghiệp ở ukraine cũng vậy đầu tư để sản xuất ở dưới thời chiến tranh đến bao giờ mới có thể có lợi nhuận đúng ạ à. mà đầu tư những nhà máy xí nghiệp như vậy lợi nhuận như thế nào và chẳng may một quả bom quả đạn vào thì làm sao đúng quý vị là mất hết ngay cho nên cái câu chuyện rằng là một trong những cái yếu tố để mà cho các quốc gia nhận được các cái nguồn viện trợ lớn ấy, để người ta có thể sản xuất bất cứ thứ gì từ dân dụng cho tới quân sự đều rất khó mà cái yếu tố ý chí chính trị Ý chí xã hội của họ nó mới là cái quan trọng nhất chứ không phải là họ không có khả năng làm được. Đúng không ạ? Chúng ta thấy bài học của nước ta hồi đánh nhau thì ở miền Nam cũng đã thế. Và ở nước Mỹ, đúng không ạ? Cũng thế. Và Ukraine thì chắc chắn là nó cũng như thế thôi. Bây giờ thì rất nhiều công ty sản xuất liên quan đến USV, UAV thì đúng là cái đó là nhiều. Kể cả những doanh nghiệp địa phương. Đạn pháo cũng thế nhé quý vị nhé. Sản xuất uh, tiểu ngạch rất nhiều. Thế nhưng nó không đáng kể tiểu ngạch thì bao giờ mới đủ để mà bắn đúng không ạ còn mang tính chất là chính ngạch ấy. quy mô dây chuyền thì tôi chưa thấy nó nhiều lắm và muốn làm được cái điều đó nó phải có một cái chính sách mà nó phải giải được cái bài toán tham nhũng đúng không ạ Đấy, mà bây giờ thì chúng ta thấy rằng là ukraine thì họ cần một nguồn lực hành pháp lớn để bảo vệ chế độ lực lượng quan chức lớn để không biết làm gì <laughs> không biết làm gì cho nên là vâng các nguồn vốn để mà trả bây giờ vào đất nước để trả lương cho người đấy thôi một đất nước dân chủ thì cũng không thể nói rằng là để mà mà đang có xu hướng là uh, cái gì nhỉ um, tư nhân hóa dân chủ tư nhân hóa thì càng khó để cho nhà nước có thể đứng toàn quyền nắm những cái uh, sở hữu để sản xuất um, vũ khí đạn dược đúng ạ phải để vào giới tài phiệt và giới tài phiệt thì nó nhìn thấy là cái cửa sản xuất trong nước đấy uh, tại thời điểm này nó rất khó và ý chí của nó không muốn làm khi mà nó có thể dựng lên các công ty khác để mà có thể kiếm được các cái khoản tiền nó cách nó dễ hơn đúng không ạ tại sao họ phải làm như vậy cho nên đấy là một cái thế cực kỳ tiến thoái nữ lan mà chúng ta thấy rằng cuộc chiến đã lâu rồi nhưng mà ukraine vẫn chưa kích hoạt được cái nền công nghiệp quốc phòng của mình những tháng gần đây sau khi mà họ thất trận uh, hồi cuối năm ngoái Uh, cuộc tổng phản công thì họ mới có những ý tưởng, ký uh, tưởng nghiêm túc để mà ký hợp đồng này, hợp đồng kia với các quốc gia khác để mà sản xuất. có nghĩa là rất muộn. thế còn chúng ta cũng không biết là triển khai được đến đâu. cho nên câu trả lời rằng là họ sản xuất được đến đâu thì chúng ta thấy rằng là tiểu ngạch với những hoạn đạn pháo quan trọng thì có. thế nhưng mà trên quy mô lớn thì chưa có còn các cái liên quan đến uav usv thì tôi nghĩ là khá đáng kể có thể đủ sức để cho họ đánh nhau với nga nhưng mà còn cái ý tứ của xuất phát từ cái câu hỏi này đúng không ạ thì chúng ta mới thấy đấy là một cái vấn đề nó rất là quan trọng mà nó lại vấn đề mang tính chất quy luật đúng không ạ của các cái quốc gia nhận tài trợ nhiều hay nói đúng hơn là họ kiếm một cái nguồn tiền dễ thì tất nhiên là chúng ta thấy nguồn lực nó đổ vào những cái dễ thôi ở đâu nó cũng như vậy ở Mỹ thì chúng ta thấy rằng là những quỹ như BlackRock ấy, đầu tư ấy, họ có hàng 10.000 tỷ đô la Mà bây giờ họ rất ít đầu tư vào phát triển khoa học công nghệ Mà họ đầu tư rất nhiều vào các công ty sản xuất quốc phòng Bởi vì ở đấy nó kiếm tiền dễ quá, đúng không ạ Và dẫn việc là ngành công nghiệp quốc phòng họ phát triển Còn những ngành khác thì nó không phát triển nữa Làm cho nước Mỹ mất đi cái lợi thế dẫn đầu đấy, Nguyên tắc nó bất gì bất dịch và nó rất đơn giản thế thôi còn tất nhiên là có một vài ngoại lệ nào đó, đúng không ạ? Dưới ý chí chính trị chẳng hạn như ông Zelensky ông nói rằng là uh, bây giờ tao giao cho mày hàng tài phiệt này mày phải dựng lên nhà máy này sản xuất cái con Panzer, đúng không ạ? Đấy, thế thì mày chết mày cũng phải sản xuất, nếu không sản xuất được thì mày chết đi cho tao. thì chắc chắn là nó phải làm đến uh, đến nơi đến chốn rồi. Thế nhưng mà những cái đó thì nó chỉ mang tính chất là nó cũng phải có cái gì đấy nó mới sản xuất, đúng không ạ? Và nó cũng chỉ là mang tính chất nó 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 không điển hình, nó chỉ là một cái uh, tình hợp cái cái tình huống ngẫu nhiên mà thôi. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Chúc quý vị buổi tối cuối tuần vui vẻ, mạnh khỏe, tươi trẻ.